Đó là dòng chống cắt. Cái này á, đục chia vô này, khí khóa này, mình đục chia vô. Nhưng mà vặn không có được, không có mở được. Đó, rất là cứng. Này, này dùng lực này, lực cái tay này. Vặn không có được. Đây, không có ra luôn. Khách đã bỏ dầu vào rồi. À, đây, khách đã bỏ dầu vào rồi mà không được. Lúc được, lúc không, thế này rất là khó, khó chịu. Nó bị nghẹt ở đâu trong đó. Đó, khó lắm. Ừ. Đó, rất là khó. Là cái thứ nhất là khách trả về là lý do là nó bị nghẹt chia vằn không có nhảy. Cái thứ hai là cái này TDS 60 chống cắt. Cái này á thì đây. Đây, khi vằn xuống rụt chia rụt không có ra thì nó bị mắc chia. Cái này mắc chia rụt không có ra. Đây. Đây. Lắc lắc để rụt cũng không được luôn, nó lắc lắc là nó bật lên. Không có được, cái này là mắc chia. Cái này khách cũng bỏ dầu vô để sửa để bán nhưng mà cũng không được luôn, tức là lấy ra cho khách rồi không được, khách trả lại này. Là dòng thứ hai. Cái thứ ba, cái này TDS cũng là chống cắt, TDS 22. Cái này thì nó lại khó nữa này. Đây, cái này á, là cái lò xo ở trong nó nhảy không có đều. Thứ nhất là khi đè xuống nó không có xuống này. Đây, đè không có xuống luôn. Cái này là do cái chiên lắc lắc này để đe xuống cũng không được nữa. Đây, cái này đe không có được luôn, nó mắc trứng luôn. Đây, lắc này, đe này không có nhảy luôn. Đây, dùng lực đe xuống cũng không có nhảy, cho nên là cái này như anh Hải nói với nhà sản xuất như thế nào, cho hàng này mà thế này hơi khó, khó lắm. Đây, không có được, trả lại chia chưa lắc cũng không được mà khóa đè cũng được luôn. Đó là cái dòng TDS 22 chống cắt 50 với 60.